di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn. Đền Hát Môn thờ Hai Bà Trưng tại xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Đây là nơi có một trong ba ngôi đền thờ Hai Bà Trưng lớn nhất và lâu đời nhất của nước ta. Trước kia, ngôi đền vốn nằm trên bãi cát ở cửa sông Hát, đoạn sông đáy đổ ra sông Hồng. Sau, do sông đổi dòng nên đền đã lùi sâu vào trong đất liền. Hát Môn có nghĩa là cửa sông Hát, nơi Hai Bà Trưng lập đàn và mở hội thề tụ nghĩa năm 40 đầu công nguyên, trước khi xuất quân đuổi thái thú Tô Định về Hán. Sau khi chiếm được các thành trì ở lĩnh Nam, Hai Bà bèn tự lập làm vua, đóng đô ở Mê Linh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc bây giờ. Năm 43, nhà Hán sai danh tướng Mã Viện sang xâm lược. Hai Bà mắc mưu hắn nên đã phải rút quân về giữ ở Cẩm Khê, rồi nhảy xuống sông Hát tự vẫn. Sau này, nhân dân xã Hát Môn lập đền thờ Hai Bà ở kề ở chân đê. Ngôi đền Hát Môn được xây vào thời Tiền Lê, thế kỷ thứ 10. Sau nhiều lần trùng tu, diện mạo hiện tại mang dấu vết nghệ thuật kiến trúc của thế kỷ 19. Từ hai ngả đường đê hướng về cổng đền có hai tấm bia để chữ Hạ Mã, nhắc nhở các quan binh ngày xưa khi qua đây phải xuống ngựa và đi bộ để thể hiện lòng tôn kính với Hai Bà. Lễ hội đền Hát Môn diễn ra mỗi năm 3 lần vào các ngày mùng 6 tháng 3, mùng 4 tháng 9 và 24 tháng Chạp âm lịch. Trong đó, lễ hội ngày mùng 6 tháng 3 tổ chức vào ngày hóa của Hai Bà Trưng. Đây là lễ hội chính hàng năm. Lễ hội mùng 4 tháng 9 kỷ niệm ngày Hai Bà làm lễ xuất quân. Lễ hội ngày 24 tháng Chạp là lễ mộc dục tắm tượng, được tổ chức rất trang nghiêm. Xin mời các bạn cùng ký sự di sản UNESCO cùng khám phá lễ hội đền Hát Môn ngày 6 tháng 3. Thank you.
Thank you.